Rồi hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 2024, số em tái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần ISO và cần tay cần lua nhé. ISO là thuộc dòng cần cần tay trợ máy á, còn cần lua thì dòng cần carbon nhé. Và cái clip này thì em có một cái túi da đựng cần nhé. Đấy. Cái túi hai ngăn này rất là hiếm và đẹp nhé, lát nữa em sẽ giới thiệu. Và chủ yếu hoặc là clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái cần ISO, cần tay trợ máy và cần lua nhé. Cần lua hàng carbon hết nha anh em. Đấy. Thì cái ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn. Bác nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship nhé. Em sẽ vô con máy rồi, con cần đầu tiên là con cần xúc này. Có một cây cần xúc đây nha anh nha. Cái này cứng 25 dài 4m2 nhé. 25 dài 4m2. Chỗ này thì cái gốc nó hơi xước dăm tí này. Mà số 1 giá 500.000 nhé. Quen bát của hãng hết nhé. Đấy, hàng carbon. Màu kiểu màu trắng ngọc trai nhé. Đấy, nó có định vị quen nhé. Hàng quen bát hãng nhưng mà nó cũng làm định vị quen thì nó cũng thuộc dòng cao cấp của cái hãng này. Carbon xoắn nhá. Này cho các bác đánh lục đầu cần hoặc là đánh bạc bãi nhá. Đó. 500.000 nhá, hàng carbon. Đó. Quen xứ hãng, bát cũng hãng luôn. Đó. Hãng Lumire này. 25 dài 4m2 nhé. Mã số 1 này giá 500.000. Hàng carbon. À. Tiếp tới một con cần ISO khoan lớn. Đấy. ISO khoan lớn nhá. Con này 3m6 carbon. Hàng của Cotver. Mã số 2 này giá 350.000 nhé. Mã số 2 350.000. Này cũng quen bát hãng luôn nhé. Đây. 3m6. Độ cứng con này tầm khoảng 40-50 nhé. 40-50 so với cần đánh lăng xê. Còn so với cần tay thì phải 7-8H đấy. Nên là anh em đánh lăng xê nhẹ cũng được, mà anh em mua về đánh cần tay trợ máy cũng được nhé. Có thể lấy lua cũng được. Cái này thì chơi đa dạng nhưng mà nó không có chuẩn về thiên về cái hãng về cái môn nào hết, nó chung chung rồi. Đấy. Quen nó cũng là quen xứ nhá. Đấy, quen xứ. Mã số 2 giá 350 nhé. Mã số 3 là một con Shimano này. Đấy, mã số 3 là một con Shimano. Giá là 650.000 nhé, con Shimano. Một chấm năm dài là 4m rưỡi nhé. Con này thì sản xuất tại China này, có mã code đầy đủ, còn dòng Holiday. Thì cái này 1.5 nhưng mà em thấy nó phải bằng đọt số 2 nhé, số 2 của bình thường carbon xoắn. Con này thì còn rất là mới nhé. Quen Fuji, bát Fuji hết. Thân nó cũng thẳng á, thân nó cũng thẳng đanh á. Về các bác làm cần tay trợ máy hoặc là các bác tháo quen ra làm cần tay đầu cần cũng được nhé. Nó tùy. Phôi khá là nhẹ và đanh. Gốc thì cũng có đôi vết xước xước răm mà. Còn lóng trong thì mới tinh. 4m rưỡi nhé. Shimano. Sản xuất tại China. Đấy. Đời cao bây giờ á.
Mã số 3 nhé, 650.000. Mã số 4 là một con Olympic nhé. Đấy. Con này dòng cao cấp của thằng Olympic nhé. Đọt to, dài 5m4 nhé. Con này giá 850.000. Nó có bộ khoen là khoen full xích luôn. Đấy. Cái gốc thì nó cũng có đôi vết chảy, xước sơn bóng. Cái gốc này kiểu nó gác lên trên kè đá. Đấy, này, có đôi vết chảy gốc thôi nhá, còn lóng trong thì mới tinh. Anh em quay cho anh em xem. Đọt 3 dài 5m4 nhá. Hàng nội địa Nhật 100%. Khoen là khoen full xích. Đó. Dàn khoen là chán tiền này này. Đó, lóng trong còn mới đẹp nhé, lóng trong chưa chảy xước. Đó. Đó. Lóng trong rất là mới nhé. Có cái gốc này thì nó có đôi vết xước răm này, kiểu nó cà vào trong mấy cây chỗ mà nó gác cần ở ngoài bờ kè. Khoen full xích nhá. Tất nhiên này, hàng cao cấp thì nó mới đi dòng khoen full xích thôi. Này mã số 4 giá 850.000 nhé. Mã số 5. Mã số 5 là con 3m, cứng 20 nhé. Thì nó dòng ISO thôi. Mã số 5 này giá 500.000 nhé. Cần cũng còn mới đẹp. Đó. Bon rod. Thân thẳng cứng, đầy đọt đặc, carbon đặc, khoen bát Fuji. Bòn xoắn nhá, mới tinh. Thân cứng đầy. Này làm cần tay trợ máy quá ok luôn. Các bác về câu hành chát gì cũng được, câu bè cũng được, 3m thì hơi dài tí. Một con siêu phẩm này. Đó. Con này là đọt số 3 nhá, dài là 5m2, đọt số 3 dài 5m2. Đọt số 3 dài 5m2. Con cần của thằng Olympic nhá. Đấy, cái gốc này này nó kiểu nó gác hơi chảy. Không phải hơi chảy mà có một vài vết thôi nhá. Nó lại chảy một ít chỗ gốc đây này, vài vết đây này, còn ở trong rất là mới đẹp nhá. Con này mã số 6 giá 1.2 triệu nhé. Carbon hai da từ gốc tới ngọn luôn. Và một dòng khoen, một dàn khoen Fuji xích chân cao, xích ISO khoen lớn đó. Đấy, dòng khoen này thì rất là hiếm và giá rất là cao nhé. Đó. Đó, xoắn từ gốc tới ngọn hai da nhé. Carbon hai da rất là mới và đẹp. Đó. Con này mà tháo làm gần tay bán 1.5 triệu, 1.8 triệu bình thường đó. Còn lời được bộ khoen nữa. Mất công làm mà em không muốn làm. Mã số 6 giá 1.2 triệu nhé. Mã số 7. Mã số 7 một con Shimano cần cần ISO dây trong nhé. 1.5 4m25 nhé. Sản xuất tại Indo. Con này mới tinh. Mã số 7 nhé, giá là 700.000. Đọt to nha anh em, 1.5 nhưng mà dòng ISO này cho nên là đọt nó khá to, độ đẩy tốt.
cứng tầm khoảng 5-6H nhé. Đó. Carbon xoắn mới tinh nhỉ. Dòng công nghệ 2PEC nhé, 2PEC ISO Indo nhá, 4m25. Dòng này về anh em đánh cần tay trợ máy thì cũng bao phê luôn, bao sướng luôn. Cần thẳng đanh mã số 7 nhá, giá 700.000. Mã số 8 là một con ISO biển nhá. Đấy, ISO biển hoặc là anh em đánh lăng xê gì cũng được nhá. Cứng 80 dài 3m. Cứng 80 dài 3m8 nhá. Cứng 80 dài 3m8 chứ không phải 3m9 nha anh em. Đấy, anh em đừng có nhầm nhé. Cái này là 3m8. 80 dài 3m8. Dòng Olympic nhé. Con này thì giá là 1 triệu nhé. Mã số 8. Chỗ này thì cái muối nó hơi ăn tí chỗ cây này. Bát Fuji tem vàng. Quen, bộ quen, quen biển chất lượng nhé. Và carbon của nó là carbon 2 da gân 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 nhé. Nổi gân. Bu nó là bu phui xích. Đề ba con này ba cũng là chân cầu biển nhá. Nó một dàn khoen Fuji hết nha anh em. Khoen Fuji hết. Đó. Còn mới đẹp nhá. Nó. Cái này thì các bác có thể lấy đánh lăng xê, đánh biển hoặc là lục đầu cần cũng được. Số biển hoặc là anh em đánh đặc bãi gần gần nữa. Nói chung hàng này cần cứng nhé. Cứng 80 dài 3m8 Olympic. Con này mã số 8 giá 1 triệu nhé. Rồi mã số 9. Mã số 9 này cũng là một dòng của thằng Ryobi nhé. Dòng cao cấp của thằng Ryobi. Phôi nhẹ đanh, quen Fuji xích. Bát bát Fuji luôn nhé. Đấy, Japan Pass này. Mã số 9 này giá 800.000 nhé. Đây có đôi vết xước sơn nhẹ nhẹ. Đó, còn bên trên thì đẹp. Đó, anh em có thể nhìn thấy rõ được. Tem vàng. Đọt 0.8 dài 5m3 nhé. Đọt 0.8 nhưng mà nó chỉ nửa cái đọt nó mềm thôi nhé. Còn nửa đọt nó gọi là tháp. Đó, nửa đọt nó mềm. Độ nảy thân cũng tốt nhé. Nó cũng không đến nỗi là dịu dịu đâu. Đó. Anh em mà đánh cảm giác cũng tầm khoảng 3-4H nhé. Quen là quen phui xích cả. Đấy. Cần thì còn mới đẹp. Nó chỉ bị gốc nó chảy đôi vết thôi. Đó. Carbon xoắn. Đó. Đèn quen phui xích. Thì các bác biết rồi, quen dòng quen Fuji, dòng quen rất là cao cấp của thằng Fuji rồi. Mà cần mà đã gắn quen Fuji vô rồi thì nó cũng không phải là dạng carbon dạng vừa phải, cũng là hàng carbon xịn thì nó mới gắn giá trị cao, thì nó mới gắn Fuji vào thôi. À, mã số 9 nhá, giá 800.000, 5m3, đọt 0.06 nhá. Có cây Henchi này. À con Ikada nhé. Có con Ikada mã số 10 giá 400.000 nhé. 1m rưỡi. Ryobi luôn.
số 10 nhé, giá 400 một mét rưỡi của thằng Ikeda. Rồi. Từ mã số 11 là cần lua nhé. Cái này thì có một cây cần hàng trưng bày nhé, của thằng Mayograph nhé. Con này thì nó dòng này, nhà máy Mayograph này thì nó đời mới này, nó sản xuất tại Việt Nam hoặc là China nhé. Còn nhà máy ở Trung Quốc nó đã ngưng sản xuất rồi. Nó chỉ sản xuất những cái dòng đời đầu thôi. Đời sau này, mới sau này thì nó sẽ sản xuất tại Việt Nam hoặc là China. Con này nó sẽ sản xuất tại China nhé. Hàng là hàng của Nhật. Hàng này là hàng bán thủ công nhé, Mayograph. Con này mã số 11 giá là 1.600.000 nhé. Cân nặng của nó là 102g, thu gọn vào 56cm nhé. Cái này rất là gọn, các bác bỏ cốp xe cũng được. Nhiều cây cốp xe rộng rộng như AB, ABX, bỏ cốp xe ok luôn. Hoặc là bỏ ba lô. Đọt là 1.7L nhé. Đấy, thông số của nó đây, cần mới tinh nha anh em. Nó là 694L nhé, 694L. Nó là 6'9", 4 khúc. Lua từ 1/16 tới 1/4 Z. Lai từ 4 tới 12 pound nhé. Dòng này thì nó ghi là cứng cứng LBF á. Em thấy nó tương đương với lại tương đương với M, gần M nhé. Trên ML một chút nhé, phôi đanh. Đó. Hàng mới tinh, Mayograph. Cần máy ngang nhá, các bác lưu ý nhá, cái này cần máy ngang nhá, mới tinh. Đó. Bu phui xích chống xoắn luôn này. Đó. Quen nhỏ nhẹ nhá. Mã số 11 giá là 1.600.000 nhé, 4 khúc. Nặng chỉ có 102g thôi. Thu gọn vào 56cm. Rồi, tiếp tới một cây một khúc nhé. Cây một khúc này thì nó là cần cần đáy hoa nhé. Cần đáy hoa. Cần đáy hoa này thì nó là 1m7 nhé. Nhưng mà giờ nó còn có 1m6 thôi. Mã số 12 này giá 400.000 nhé. Thì cân nặng của nó là 112g. Và độ dài thực tế của nó là nó bị hạ còn 1m6 thôi nhé. Đọt của nó 1.7L. Đó. 5'9" cứng L này. Bây giờ nó phải cứng tầm ML rồi nha anh em. Bây giờ nó cứng tầm ML rồi. Đấy. Sản xuất tại Taiwan nhé. 1/8, 1/2 Z này, 4-10 LB nhé. Giờ đọt nó khá to cứng, độ nảy của nó tầm ML. Được cái bộ khoen phui xích nhanh nha, khoen phui xích, khoen này cũng đáng giá, cần còn rất là mới nhé. Nó bị hạ mất một khoảng như này luôn này. Tới cái khoen này nó hạ vô đây luôn. Nhìn không, anh em mà không đo lại nhìn là như zin luôn đó. Em đo thấy hụt cho nên là em nó bị hạ mất một khoảng như này luôn. Đó. Nhưng mà bu nó vẫn là bu zin luôn nhé, khoen zin luôn, nó của nó luôn đó. Khoen phui xích luôn. Đó. Cần cán rất là đẹp. Mã số 12 giá 400.000 nhé. Tiếp tới một con đai hoa. Con này cũng là hàng trưng bày luôn, hàng mới tinh luôn. Mã số 13 này giá là 1.2 nhé. Cân nặng của nó là 134g. Thu gọn chiều dài của nó là 2m08 ạ. 2m08 gần 2m1 nha anh em. Rất là phù hợp cho các bác đánh lua lóc lua chẽm. Cần này cần máy ngang nhé. Và đọt của nó là 1.8L. Độ cứng của nó là MH nhé. Khoen là khoen Fuji carbon xoắn. Nó cả xoắn vòng và cả xoắn hai da nhé. Đấy, cả xoắn vòng và cả xoắn hai da của thằng Daiwa nhé. Cứng MHB MH nhé. Đấy. Này 721g, lua từ
cái này 721g là nó gọi là nó là trung bình nhé, còn có thể các bác lua trên 30-40g đổ lại cũng ok nhé, vì nó cứng MH mà. Line 8-20 pound nhé. Đấy. Con này thì sản xuất tại Việt Nam, nhà máy Daiwa ở Việt Nam Đà Nẵng. Đấy. Con này mới tinh nhé. Đó, carbon xoắn. Mã số 13 nhé, máy ngang. Rồi, từ mã số 14 trở đi là máy đứng nha anh nhé. Mã số 14 này giá 200 ngàn một khúc nhé. Cần sử dinh đặc. Con này cần đặc nhé. Nhưng mà cần đặc nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhé, chỉ có 100 gram thôi. Và cái này là 1,5 m nha anh nhé. Cái này 1,5 m, đọt là 1,3 l. Độ cứng của nó là UL nhé. Khoen bát hãng hết. Giá con này 200 ngàn mã số 14 nhé. Đó. Mới tinh luôn. Đấy. Cần này còn rất là mới nhá, không biết là sử dụng hay chưa. Hình như là hàng lướt thôi. Đấy, đọt đặc nữa, cần đặc cho nên là rất là dẻo nhá, một khúc 1,5 m. 200 ngàn. Đấy. 200 ngàn tiền cước rồi tiền ống nước vừa đủ. Đấy. Tiến tới một con cần Majorat nhá. Thì cái dòng Majorat Rota này thì dòng đời đầu cho nên là nó sẽ sản xuất tại Nhật nha anh em. Những cái dòng đời sau á, nó sẽ sản xuất tại Việt Nam hoặc là China thì nó sẽ đóng chữ Make in Việt Nam hoặc là Make in China. Còn những cái dòng đời đầu này á, nó chỉ sản xuất cho nội địa Nhật cho nên là nó sẽ không có đóng chữ Make in ở đâu hết nhé. Cái này các bác phải tìm hiểu sẽ biết nhé. Trước đây em cũng làm nhà máy Majorat ở Đồng Nai á, nên là em cũng biết. Đấy. Mã số 15 này giá 1 triệu nhé. Dòng này là 2,2 m. Cần nặng của nó là 90g nhé. Đọt 0,9 ly. Cần này cần UL nha nhé. Đấy. Cần UL. Khoen là khoen full xích. À, và các bác phân biệt cái dòng mà dòng đời đầu của nó là dòng khoen full xích nhé. Dòng Rota này này. Những cái dòng đời sau này nó sẽ làm bằng khoen Fuji Anconai. Fuji Anconai nhé. Xám bạc hoặc là xám trắng nhé. Còn những cái dòng mà dòng Crota đời đầu này á, thì nó sẽ sản xuất tại Nhật và nó làm bằng khoen full xích. Đúng rồi, khoen full xích nhé. Đây. Đây, khoen full xích. Đây. Nó là lua từ 0.5-5g nhé. Line từ 2-5 pound. Đó. Đọt nó đọt solid đặc nhé. Đọt solid đặc, carbon đặc. Đọt là tháp nhé. Tháp cái solid nó từ đâu này. Tháp dấu rất là giỏi, tháp từ đây thì phải á, sơn cùng màu cho nên là khó phát hiện cực kỳ. Solid, nó gọi là solid, nó chỉ một đoạn đặc à. Khoen là khoen full xích. Đó. Full xích nhé, cần còn mới á. Cần là 2,2 m nhé, cứng UL. Mã số 15, giá 1 triệu. Khoen full xích. À. Tiếp tới một con cần Abu nhé. Abu này thì nó là cần mã số 16 nhé. Giá là 1,2 triệu. Dài là 2,89 m nhé. 2,9 m nhé. Cân nặng của nó 154g. Thu gọn vào 100 đọt của nó là 1,7 l nhé. Đấy, khoen là khoen Fuji. Dòng này Fuji Fuji Anconai hoặc Fuji Orin gì nhé. Đấy. Carbon là carbon xoắn nhé, cả hai da là cả xoắn. Đó. Cần còn mới đẹp. Abu nhé, thì dòng này nó sản xuất tại China nhé. Đấy. Dòng này nó sản xuất tại Made in China này. Tem vàng đầy đủ nhé, nó lua từ 7-35g nhé. Độ cứng M nhưng mà em thấy nó đanh lắm, nó trên M một chút đó. Phù hợp cho các bác đánh lua lóc, lua chẽm mà thoải mái luôn rồi. Cái này rất là phù hợp nhé. Hoặc là các bác đánh mực egging này, 2.5-3.5 cũng khá là tốt nhé. Đấy. PE Bắc nhé, PE Bắc này 0.8-1.5. Đó không quan trọng, cái này
Lua thì có quá quan trọng cái độ cứng với lại cái giải tải mồi của nó là ok. Đấy. Còn mới đẹp. Khoen bu chống xoắn luôn nhá. Fuji chống xoắn. Nó cũng dòng Fuji Anconai thôi. Giá 1,2 triệu nhá, 2,9 m. Đó. 2,89 m thì 2,9 m, giá 1,2 triệu, mã 16 nhá. Đó, 17 là một cây cần hiệu cây dừa hai khúc. Rất là dài anh em, hai khúc mà 3,5 m. Này khoen phui xích chân titan nhé. Dòng này thì nó không có đóng chữ titan đâu, nhưng mà dòng đời đầu này nó cái khoen này là khoen titan nha anh em. Anh em cứ về so sánh hoặc là tìm hiểu. Ở những cái dòng đời đầu này, những cái dòng khoen titan này thì nó đời đầu này nó sẽ không có đóng đâu nhá. Không có đóng chữ titan đây đâu. Nhưng mà các bác cứ lấy cần lấy cái khoen titan và các bác so sánh là biết rồi nhá. Thì cái này thì em nói là nó là khoen titan nhưng mà nó không đóng thì các bác cãi cũng được. Nhưng mà cái này các bác tin thì tin em thì các bác tin, mà không tin thì thôi, coi như là nó là khoen phui xích thôi nhá. Bác là cái này cũng không thể nào mà em chứng minh được nó là titan, bởi vì em không có cái xét nghiệm hóa học hay là như thế nào để mà nói nó là khoen titan. Nhưng mà em thấy cái dòng đời đầu này á, và cái dòng khoen titan hiện tại bây giờ á, nó rất là giống nhau nhé. Đấy, mã số 17 này giá 1 triệu nhé, dài là 3,5 m và cân nặng của nó là 341 g nhé, đọt 2,7 l. Độ cứng này nó phải cần cứng H nhé, nó phải cứng H đó. Rất là cứng anh em ạ. Các bác có thể đánh lăng C cũng được nhé, hoặc là đánh lua lóc rừng cũng được đó. Hoặc là đánh bát cũng được đó. Các bác mà đánh bát tròn tròn, lua lóc tròn tròn đó. Cái này thì nó do là nó hơi cũ cho nên là em sẽ bán giá rẻ cho anh em nhé. Có như là bán bộ khoen nữa đó. Bộ khoen rất là chất lượng nhé, khoen phui xích rất là chất lượng đó. Độ cứng H nhé, 11 feet 6 inch. Cái lua này thì nó bị mờ mất rồi. Cái mấy 2 OZ thì phải á. Hay là 21/12 OZ gì á. Thì cứng H này nó cũng rất là cao nhá, nó tầm khoảng 7 lua tầm khoảng 70-80 g là bình thường nhá. Nó cũng có đôi vết chảy xước. Cái này thì nó hơi chảy, rút ra rút vào nhiều thì nó hơi chảy thôi. Cái này có chảy sơn này. Đấy. Xước sơn đây. Đây xước sơn nhá. Đó. 3,5 m hai khúc nhá, cần 3,5 m mà hai khúc là rất là hiếm mà. Dòng cây dừa này các bác biết thương hiệu của nó rồi nhá. Đó. Giá có 1 triệu thôi nha anh em, mã số 17. Mã số 18 là con Daiko nhé. Con Daiko made in Japan này. Đó. Daiko này giá, mã số 18 này giá 800 g nhé. Con này 2,6 m. Nặng của nó là 176 g nhé. Đọt là 1,6 l. Độ cứng của nó tương đương ML nhé nha. Khoen Fuji xứ xám. Bát Fuji nhé. Cần còn mới đẹp. Đó. 1/18 1/2 OZ, 6-12 LB nhé, made in Japan này, Daiko nhé. Các bác lua lóc hoặc là lua chém cũng ok. Nó thì cần này nó câu cỡ mồi sắt, mồi nhái hơi nhé. Rồi. Tiếp tới một con số 19 nhé. Con này con thuộc dòng Egin, khoen bát hãng. Mã số 19 này giá 400 g, 2,6 m, đọt là 1,6 l, nặng là 194 g. Đấy, khoen bát của hãng nhé. Khoen là hơi bẩn về anh em vệ sinh nhé, không phải xỉ rét gì đâu. Đấy. Này là cây vảy cá dính. Họ quét sơn đây. Đây cái chỗ này họ quét màu sơn lên đó. Đây là chảy sơn này. Đây là quét sơn này. Cái size này thì
2.0 3.5 tương đương với cứng M nhé. Cái này tương đương cứng M. Bác lô lóc chém ok, hoặc là câu mực nhé. Cái này nó chuyên câu mực. Mã số 19 ra 400.000 nhé. Mã 20 là một con cần can ráp nhé, còn túi zin của nó luôn nhé. Hàng này là hàng trưng bày nhé, chưa sử dụng. Khoen full xích này. Đó. Còn mã số 20 giá 1.2 nhé. Dài là 2m7, đọt là 1.6, nặng là 183g. Đấy, độ cứng tương đương với lại trên ML một chút, gần tiệm cận M nhé, 7-18g. M7. Thì cái dòng Kenrap này nó sẽ sản xuất tại tại Korea, tại Hàn Quốc nhé. Kenrap này là nhà máy của Nhật nhưng mà nó sản xuất tại Hàn Quốc nhanh nhé. Cái này em bán mấy cây rồi. Cái này mới chưa sử dụng luôn, hàng trưng bày. Và nó có nhà máy ở đâu này? Ở Thái Lan đấy nhá. Cái Kenrap này cũng có nhà máy ở Thái Lan nữa nhá. Khoen full xích. Đó, carbon xoắn. Hàng mới chưa sử dụng, đây là hàng trưng bày. Mã 20 giá 1.2 nhé. Đây, mã 21 cái đai hoa nhé. Dòng dòng xích đấy, sâu zin, dòng sâu zin 696M nhé. Độ cứng M nhưng mà em thấy thực tế của nó phải cứng MH nha nha. Này rất là cứng, cứng MH đó. Cái này thì có đôi vết chảy này. Keo có chỗ cái cây này nó bị hơi nứt chút này. Đấy, vết chứ này. Lại cái chỗ này. Đấy, đoạn gốc này. Vài vết chảy. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì hết đâu, nó chỉ chảy bên ngoài một chút ở chỗ gốc đó thôi. Còn ở trên phía trên này còn mới đẹp nhé. Thì em đọc thông số nhé. Mã số 21 này em bán giá anh em giá 1.3 nhé. Bình thường cái này 1.6-1.7 nhé. Nếu mà tương đối đẹp thì cái này nó có đôi vết chày thì em giảm giá cho anh em, giá là rất là hữu nghị rồi nhé. Con này là 2m9, đọt là 2.2, nặng là 206g nhé. Khoen Fuji, bát Fuji nhé. Con này thì sản xuất tại China nha anh em, dòng sâu zin cho anh em dích biển, cho anh em có thể lấy lua được nhé, lua lóc, lua chém hoặc là dích biển nhé. Đó. Lua được, dích được. Bu Fuji, Fuji chống xoắn luôn nhé. Đó. Chỉ cái gốc nó bị hơi xấu một chút thôi, cái chỗ này này, này hơi chảy chút này. Thế là cái chỗ này nó dắt ra dắt vào nó hơi chảy, nó cào vào đầu miếng đây nữa này. Mã số 21 nhé. Mã 22 một con siêu phẩm của thằng Majorap luôn. Đấy, dòng này dòng TC đời đầu luôn này. Đấy, cái màu của nó là màu 7 màu. Ra nắng rất là đẹp nhé. Nó ong ánh kiểu cổ vồng 7 màu. Cái sơn nhũ rất là đẹp. Quen là quen full xích trên bướm nhé. Đấy. TC nhé. Majorap đời đầu sản xuất tại Nhật nha anh em. Con này là mã số 22. Giá là 1.700.000 nhé. Dài là 2m9, đọt là 2.1. Đấy. Và cân nặng của nó là 206g nhé. Độ cứng con này tầm khoảng MH nha anh em. Độ cứng con này tầm MH. Nó chưa chuẩn MH đâu, nó phải tầm trên ML cũng gần M, tương đương MH đó, tương đương nhiều cây MH đó. Nó không phải cứng ngắc đâu, nó cũng vừa phải MH nhưng mà nó vừa phải thôi đó. Lua của nó từ 15-42g nhé. Ở đây quay qua ánh đèn thì nó không có kim tuyến đẹp nhưng mà ở ngoài nhìn cái màu
vàng vàng xanh xanh rồi là màu cầu vồng rất là đẹp. Lua từ 15 tới 42 gram nhé. Lai từ 8 tới 20 pound nhé. Cái này ra ngoài nắng nó màu, cái màu nó rất là đẹp nhá. Cái này quay sao mà không thấy nhỉ? Đó. Kiểu quay 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 qua camera nó không rõ. Đó. Bu bu trông xoắn nhá. Phui xích. Này mới tinh. Mà 22 nhé, giá là 1.700.000. Cứng còn tiệm cận MH, nó vừa phải nhá, anh em có thể lua lóc lua chẽm rất là ok nhá. Cái dòng này đánh lóc chẽm ok. Nó không có cứng quá, không có mềm quá nhá. Đánh nhái thật được luôn nhá, nháy hơi nháy thật gì được hết. Cuối cùng là có một cái túi da. Mà số 23 nhé, con này là dài 1m25 này. Đấy. Giá là 600.000 nhé, có 2 ngăn đít này. Đó. Túi này rất là đẹp, đẳng cấp. Nó có ngăn dắt ở một bên hông này, rồi ngăn hai ngăn to nhé. Đây, dắt bên hông đây có ở cây này. Cái này bụi bụi thôi nhá, về anh em lau. Cần nào dài cho nó lòi đầu ra tí cũng được. Đây ở trong nhé. Cái này thì dài có 1m27 à 1m25 thôi. Quá. Anh em nhìn cái bộ khóa này biết chất lượng. Đó. Cái này giá 600.000 nhé. 1m25. Bác nào lấy cái nào liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856 nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.